làm thế nào để chúng ta có thể lấy được nội dung từ một cái video ở trên YouTube Đấy, thì trong video này thì em Chun sẽ chia sẻ cùng với anh chị em nhé chúng ta cùng xem giả sử bây giờ chúng ta có một cái video như thế này Đấy. và chúng ta đưa lên cốc cốc nhá sau đó chúng ta tải cái phần audio về cho em Chun nhé chúng ta sẽ dùng một cái con AI để nó chuyển đổi cái video này nó nó thành tích và chúng ta sẽ lấy được cái nội dung sau đó chúng ta đưa về chat gpt để chúng ta xào xáo nó lên nó thành một cái kịch bản nhé thì đây là audio là mình tải về rồi này đấy. sau đó thì chúng ta sẽ mở cho em chun cái trang là à, minafun net nhé đó chúng ta vào cái trang này cho em chun nhá minafun net cho em chun đấy. vào trang đấy rồi thì chúng ta sẽ à, ấn vào mục tài khoản nhé chúng ta chọn và đăng nhập chúng ta login bằng tài khoản Google cho em cái này thì nó sẽ dùng nhiều chúng ta phải nâng cấp nhưng mà chúng ta dùng ít thì chúng ta cứ chuyển email nhá nhớ anh em là mách cho cái mẹo là nếu mình dùng ít ấy, thì mình có thể luân phiên các email với nhau ví dụ mình có 10 email thì mình sẽ sử dụng được nhá một cái tài khoản thì là thường là, là sẽ dịch được khoảng 5.000 ký tự Đấy. thế hết rồi thì chúng ta lại phải mua thêm nha chúng ta nâng cấp dịch vụ đấy. bên này thì nó cũng khá là rẻ nhưng không có đắt quá bởi vì cái này trang này cho chun đoán là của Việt Nam mình làm đó thì lúc này nhá anh em là ở đây nó có cả à, dịch đa ngôn ngữ và tạo giọng nói luôn có nghĩa là chúng ta pet cái tích cái tách của chúng ta vào đây là 4.000 từ đấy. Để chúng ta có thể là chọn giọng nhá chọn giọng ở đây để chúng ta tạo giọng nói ngoài ra thì chúng ta có thể dịch đa ngôn ngữ đấy rồi chúng ta có thể là chuyển voi thành sang text thì cái tính năng mà trong video ngày hôm nay chúng ta dùng ấy, đó là chuyển voi thành text thì chúng ta ấn vào đây sau đó chúng ta tải cái tệp audio mà chúng ta vừa mới tải được về đấy đấy sau đó chúng ta ấn chọn vào là tạo văn bản nhé thì chúng ta đợi một tí nó sẽ tạo văn bản cho chúng ta có nghĩa là nó chuyển thể cái giọng nói của à, của chị Hương này chẳng hạn là thành tích luôn và như thế chúng ta sẽ có được cái nội dung của cái video đấy Đấy anh chị em thấy không Đây là cái nội dung của video đấy này à, anh chị em bật lên nghe thử nhá đấy nha chúng ta bật lên chúng ta nghe thử là chúng ta sẽ thấy đây này. nếu có 20 triệu trong tay bạn đây chun sẽ à, bật cái âm thanh này một tí à. sẽ làm gì nếu tôi không dám đưa ra quyết định tham gia khóa trợ giảng tại trung tâm đào tạo nghệ thuật mc mỹ vân có lẽ giờ này tôi đang loay hoay với những hoài nghi và sợ hãi của chính mình đấy anh chị em thấy không giờ rất đây là chuẩn nha tôi nhá. có thể tự do đến nơi đúng ạ nó dịch khá là chuẩn luôn nên nhưng mà anh em cẩn thận thì vẫn lên xem một chút nhé vẫn lên xem mà một loạt lại để cho nó chính xác ngôn từ hay không bởi vì đôi khi ai nó 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 nghe được như thế nào thì nó sẽ dịch như thế nha anh chị em nhá và à, bây giờ chúng ta à, có thể là copy kết quả này Đấy, nếu như anh em nào mà à, chuyển text sang voi thì chúng ta ấn luôn vào là text sang voi có nghĩa là chúng ta pet cái text của chúng ta vào đây nhá nhưng ở đây là tài khoản của chun là hết hạn rồi nên nó không tạo được thì đây chúng ta có thể là Rộng à, giọng à, bắc đi Đấy, giọng nam cao này giọng nam truyền cảm test giọng này Minicode AI is a website specializing in providing application Đấy. solutions. Chúng ta tạo thử giọng nói nhá. Artificial nha. intelligence. Đấy. đây chúng ta nghe này. Nếu có 20 triệu trong tay, bạn sẽ làm gì? Nếu tôi không dám đưa quyết định tham gia đoạn, giọng nó không được hay lắm đâu anh chị ạ đấy còn nếu như mà chuyển sang cái giọng uh, của chun ấy thì mà mà chun dùng mà ai ấy, thì nó sẽ to và rõ ràng rất hay thì ở video sau chun sẽ chia sẻ cho anh em nhé anh em nào muốn chia sẻ thì hãy comment xuống để chun chia sẻ thêm cho anh em nhiều cái ai rất là tuyệt vời và nó phải hiệu quả cơ chứ còn những cái ai mà đọc tè tè như thế này thì chúng ta dùng nó chán lắm đúng không ạ đấy thế nên là đấy là xong rồi nhá sau đó chúng ta có thể là đưa về chat gpt nhá chúng ta bắt đầu đưa về uh, chat gpt để chúng ta bảo nó là viết lại cho tôi cái đoạn này thì chun uh, có một cái nhiệm vụ chun có một cái nhiệm vụ là này, anh uh, trưởng phòng kinh doanh đấy, trưởng phòng kinh doanh à, anh ấy uh, giao cho nhiệm vụ là đăng cái tin này lên nhưng mà anh chỉ giao cho mình mỗi một cái link uh, youtube thôi thì mình không có nội dung mà thì bắt đầu mình mới phải tải cái nội dung này về và mình viết cho nó là uh, tôi uh, muốn Đấy. Đó, Chun uh, Nói với chat GPT Rằng là tôi muốn viết bài quảng cáo Về câu chuyện của chị Hương Đàm Từ nhân viên kế toán trở thành trợ giảng xuất sắc Trở thành nhân viên chính thức Của cô MC Mỹ Vân Từ câu chuyện này hãy truyền cảm hứng động lực Cho anh chị em khác tham gia khóa đào tạo trợ giảng uh, Giảng viên của cô uh, Mỹ Vân Đấy. Đừng quên bám sát vào nội dung gốc về hai chấm xong lại chun pết cái nội dung mà mình vừa truyền tải được vào đây Đấy, để nó chat gpt nó làm việc chúng ta ấn enter thì chờ một tí nó sẽ viết cho chúng ta một cái câu chuyện Đấy, câu chuyện truyền cảm hứng này Đấy, từ nhân viên kế toán đến trợ giảng xuất sắc tại trung tâm đào tạo nghệ thuật mc mỹ vân nếu bạn có 20 triệu trong tay bạn sẽ làm gì đối với hương đàm câu hỏi đó đã từng khiến cô băn khoăn do dự nhưng chính quyết định dũng cảm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô từ một nhân viên kế toán với cuộc sống gò bó trở thành một trợ giảng xuất sắc tự do và hạnh phúc tại trung tâm đào tạo nghệ thuật MC Mỹ Vân. Trước khi tham gia khóa đào tạo, Hương cũng có những cái lo lắng như thế này. Đấy, Hương quyết định tham gia. Câu chuyện của Hương không chỉ là một hành trình thành công mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ cho tất cả những ai đang tìm kiếm, đúng không? Đấy, anh chị em thấy không? Và lúc này thì Chun sẽ à, truyền thông trên Zalo OA nha anh chị em nha Chúng ta À, sẽ mở ra và truyền thông trên Zalo A của à, trung tâm đào tạo nghệ thuật MC Mỹ Vân. Chúng ta sẽ đăng bài nhé. Đấy, anh em nào mà làm content bây giờ thì nó nhàn lắm. Đấy. Anh chị em thấy không? Đây chúng ta soạn bài nhá, được đấy chưa? Đấy. À, nếu mà chúng ta là trích dẫn này, đấy, thì chúng ta nhờ ChatGPT là đưa trích dẫn, đưa câu trích dẫn ngắn gọn cho tôi. Đấy, thì nó sẽ đưa ra câu trích dẫn Đấy chưa Đấy, đôi khi quyết định trong cuộc sống Đấy, hương đàm Ok chưa Đấy, câu trích dẫn ở đây nha Đấy, chúng ta đăng vào đây thôi Anh chị em thấy nhàn không Rồi này, tiêu đề đây Câu chuyện truyền cảm hứng Câu chuyện truyền cảm hứng Đấy chưa Đấy, chúng ta pẹt vào đây Rồi, tác giả chúng ta ghi là à, trung tâm Đào tạo Nghệ thuật mc mỹ vân ok chưa? rồi nội dung thì chúng ta copy paste vào đây thôi đúng không đấy. ok chưa? chúng ta dán vào đây thôi anh chị em thấy rất là nhanh đúng không ạ thế nếu mà chúng ta muốn kết nối với chị hương thì chúng ta sẽ lấy cái số zalo của chị ấy đấy đây chúng ta lấy cái số zalo của chị là zalo mi đúng không sổ chéo số điện thoại đấy thì đây là số của chị Hương Đàm đúng không Chúng ta dán nó vào đây cái lối với Hương đấy. Chúng ta dán cái đường link vào đây đúng chưa đấy. Anh chị em làm nó sẽ rất là là dễ dàng luôn rồi chúng ta tích vào đây là chọn đấy hướng dẫn luôn cho anh em mà đăng bài trên uh, uh, Zalo nhá trên Zalo uh, UA đấy à, xem video xem video chia sẻ từ Hương Đàm à, bởi Hương Đàm chẳng hạn này. đấy thì chúng ta copy cái đường link YouTube này là video của chị Hương Đàm vào đây đúng chưa chúng ta dán nó vào đây anh chị em thấy dấu nhanh không cái hình ảnh ở đây thì chúng ta có thể tải một cái hình ảnh nào đó đúng không ạ chúng ta có thể lên canva chùn hướng dẫn luôn này lên canva nha anh chị em nào chưa có tài khoản Canva thì liên hệ với Chun nhá Chun sẽ cấp cho cái tài khoản Canva chi phí rẻ trong một năm thôi nhá để chúng ta dùng chung với nhau đúng không ạ ở đây thì chúng ta có thể là lấy một cái ảnh ví dụ đây ảnh thu neo đây lấy một cái ảnh của chị Hương Đàm với lại chị Vân nhá đây là cái mẫu thumbnail anh em nào cần mẫu này thì cũng được Đấy, thì chúng ta lấy cái tiêu đề ở đây đúng không? Từ nhân viên kế toán trở thành nhân viên xuất sắc đây. Đúng không? Chúng ta đưa vào đây. Hướng dẫn thiết kế Canva luôn trong video này. Đấy, Chun tham tham cho đi tham cho đi nên là Chun sẽ để như thế này đúng không? Đấy, bỏ cái này đi được. Đấy từ nhân viên xuất sắc được chưa Đấy. chúng ta để ở đây đến trợ giảng xuất sắc Đấy. chúng ta bôi đỏ đây từ nhân viên nhân viên kế toán bôi đỏ đây Đấy. Được chưa? Đấy chúng ta à, để như vậy nhé Cái hình này thì chúng ta thay thay bằng cái hình của à, hai chị em đúng không ạ đấy chúng ta tạo được một cái ảnh như này sau đó chúng ta xuất file nhá rồi chúng ta sẽ tải xuống lúc này thì chúng ta sẽ tải cái ảnh này lên đúng không ạ đấy rồi chúng ta ấn đồng ý đúng không ạ sau đó chúng ta gì chúng ta ấn xuất bản, đấy, hoặc chúng ta đặt lịch, đấy, thì uh, tùy chúng ta nhé. Đã xuất bản thành công rồi. Này. Ở Zalo A nó có một cái hay là anh em có thể là à, tạo vào nhé. Sau đó chúng ta chọn cái vì, uh, cái hình ảnh chúng ta vừa chọn đấy, chúng ta đặt lịch nè, nó khoảng là uh, 30 tối đấy, ngày hôm nay. Ấn xác nhận này là nó sẽ đăng cái bài này nó gửi đến hàng loạt khách hàng quan tâm Zalo A của chúng ta Đấy. anh chị em thấy họ rất là tuyệt vời nhá Thì đây là cái hướng dẫn của chun trong ngày hôm nay để anh em là làm sao mà lấy được một cái video từ trên uh, YouTube về Đấy. chuyển thể thành nội dung thành bài viết và đăng lên truyền thông lên đa kênh thì ở trong cái video này Chun hướng dẫn ở trên Zalo qua nhá chúc anh em thành công và có cái câu hỏi gì ấy, thì vui lòng hãy gửi về cái cổng hỗ trợ sắp bọt là zalo mi sổ chéo gatingki cho chun nhá thì chun sẽ tương tác hỗ trợ cùng với anh chị em nhá. hoặc là để lại cái comment ở bên dưới video này thì thường là chun sẽ hay sắp bọt ở trên zalo cổng hỗ trợ này hơn Nha anh chị em nhé chúc anh chị em thành công và đừng quên là truy cập vào thêm một cái cổng nữa đó là ai gatiki com Đấy, để cập nhật tất cả những cái con ai này Đấy, mà chun đang đóng gói và chia sẻ ở trong cái link này nhé để cho anh em là cập nhật để sử dụng làm sao cho nó hiệu quả cho công việc đúng không ạ xin chào và hẹn gặp lại